Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây chúng tôi gửi đến quý vị tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Cựu quân nhân cục hai chân đã chinh phục đỉnh Everest. Theo tờ Sport đưa tin thì cựu quân nhân tên là Harry Vida Magor trở thành người đầu tiên có chân cụt từ đùi trở xuống đã leo lên đỉnh Everest. Đó là Him Bistor, thành viên trong nhóm của Magor, ngày 21 tháng 5 cho hay anh ấy đã leo lên đỉnh Everest lúc 15 giờ ngày 19 tháng 5. Sau khi chinh phục đỉnh núi, anh ấy đã xuống trại nghỉ và sẽ trở lại Kathmandu vào ngày mai, tức là ngày 22 tháng 5. Mugger, 43 tuổi, đã mất hai chân từ đùi trở xuống sau khi giẫm phải thiết bị nổ tự chế vào năm 2010. Lúc đó, anh đang tuần tra ở Afghanistan cùng sư đoàn Gurkha, cộng đồng dân tộc thiểu số Nepal, đã chiến đấu trong quân đội Anh hơn 200 năm. Hai người cụt chân từ dưới đầu gối trở xuống từng chinh phục đỉnh Everest là Mark Inglis, người New Zealand năm 2006 và Xia Boyu, người Trung Quốc vào năm 2018. Với chiếc chân giả, McGraw đã chèo thuyền quanh đảo White, đảo lớn nhất của Anh, leo một số đỉnh núi như đỉnh Toubou ở Morocco, đỉnh Ben Nevis ở Scotland, Mont Blanc ở châu Âu. Suốt nhiều năm qua, anh không thể chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest ở độ cao là 8.849 mét bởi luật Nepal cấm người cụt chi và người mù leo núi. Tòa án Nepal đã xóa bỏ luật này vào năm 2018 dưới sức ép từ những người leo núi như McGraw. Nepal là quê hương của 8 trong số 10 đỉnh núi cao nhất thế giới. Mỗi năm nơi đây chào đón hàng trăm nhà thám hiểm vào mùa xuân khi nhiệt độ ôn hòa và gió trên Himalaya bớt dữ dội. Tin tiếp theo, tổ chức WHO khuyến cáo không nên dùng chất tạo ngọt nhân tạo để giảm cân. Vào ngày 15 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO đã phát hành hướng dẫn sức khỏe mới về chất ngọt không đường. Đó là Danziger-Wiestner khuyến cáo không nên sử dụng chất làm ngọt không đường để kiểm soát cân nặng hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không truyền nhiễm. Và trang web chính thức của WHO công bố hướng dẫn sức khỏe mới về chất làm ngọt không đường. Hướng dẫn này dựa trên kết quả khảo sát của hệ thống của WHO về các bằng chứng hiện có về chất tạo ngọt không đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thay thế đường bằng chất ngọt không đường ở người đã không mang lại bất kỳ lợi ích lâu dài nào về việc giảm mỡ cơ thể ở người lớn hoặc trẻ em. Hơn nữa thì việc sử dụng chất làm ngọt không đường trong thời gian dài có thể tiềm ẩn những tác động xấu đối với con người. Chẳng hạn như tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và tử vong ở người lớn. Hướng dẫn sức khỏe mới của WHO về chất làm ngọt không đường áp dụng cho tất cả mọi người, trừ bệnh nhân tiểu đường, bao gồm tất cả các chất làm ngọt phi dinh dưỡng tổng hợp và tự nhiên hoặc biến tính. Những chất làm ngọt này không được phân loại là đường trong thực phẩm chế biến và đồ uống. Chúng cũng không được bán riêng lẻ để thêm vào thực phẩm hoặc đồ uống mà người tiêu dùng tiêu thụ. Hướng dẫn sức khỏe mới của WHO đối với chất làm ngọt không đường nhằm thiết lập thói quen ăn uống lành mạnh suốt đời, cải thiện chất lượng chế độ ăn uống và giảm nguy cơ mắc các bệnh không truyền nhiễm trên toàn cầu. Và hướng dẫn này không áp dụng cho sản phẩm vệ sinh cũng như chăm sóc cá nhân có chứa chất làm ngọt không đường như là kem đánh răng, kem bôi da và thuốc, cũng như đường và rượu, đường có hàm lượng cao, calo thấp, thưa quý vị. Nói về tác phẩm điêu khắc của nữ nghệ sĩ Louise Bourgeois phá kỷ lục đấu giá. Theo Reuters cho biết,
Vào thứ Năm 18 tháng 5, tác phẩm điêu khắc nhện khổng lồ của nữ nghệ sĩ người Mỹ gốc Pháp, đó là bà Louise Bourgeois, đã phá kỷ lục tại các cuộc đấu giá của nhà đấu giá danh tiếng thế giới Sotheby's, với giá bán lên đến là 32.8 triệu Mỹ kim. Tác phẩm điêu khắc có chiều cao hơn 3 mét và chiều ngang 6 mét của điêu khắc gia Bourgeois đã phá kỷ lục mức giá được trả cho các tác phẩm của nữ nghệ sĩ tài năng này. Đồng thời, bà cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên và điêu khắc có tác phẩm được trả giá cao nhất thế giới từ trước cho đến nay. Số tiền thu được từ việc bán tác phẩm trên sẽ được sử dụng cho các sáng kiến nghệ thuật và văn hóa của quỹ Sao Paulo. Tác phẩm được bà Bourgeois hoàn thành vào năm 1996 và là một trong bốn tác phẩm nhện khổng lồ được bán đấu giá. Sotheby's không tiết lộ tên người mua, tuy nhiên cho biết người bán là Fundação Ito đến từ Brazil. Fundação là người đã mua tác phẩm này hơn 25 năm trước đây. Nghệ sĩ Bourgeois qua đời năm 2010, thọ 98 tuổi. Bà sinh ra ở thủ đô Paris, ở nước Pháp, nhưng sống phần lớn cuộc đời sau khi trưởng thành ở New York, nơi bà trở nên nổi tiếng về nghệ thuật sắp đặt tượng. Là họa sĩ và nghệ sĩ đồ họa, nhưng bà nổi tiếng nhất về các tác phẩm điêu khắc lớn, đặc biệt là những con nhện khổng lồ và nhanh nhẹn, mà bà nói là gợi nên những ký ức về người mẹ của bà. Một phụ nữ dữ tợn nhưng cũng là một thợ dệt cần cù siêng năng. Những con nhện khổng lồ của bà Bourgeois được trưng bày ở nhiều nơi như Viện Bảo tàng Chichen-Herm Bilbao ở Tây Ban Nha, Viện Bảo tàng Tate Modern ở London, Anh Quốc, và Viện Bảo tàng Modern Art ở San Francisco ở California, và Phòng Trưng bày Nghệ thuật Quốc gia ở Washington, D.C. Và sau qua nói về điện ảnh, thưa quý vị, phim của Leonardo DiCaprio được vỗ tay 9 phút ở Cannes. Killers of the Flower Moon do Leonardo DiCaprio đóng, nhận tràng pháo tay dài 9 phút ở Cannes vào ngày 20 tháng 5. Theo Variety, tác phẩm của đạo diễn Martin Scorsese được đánh giá cao nhất từ đầu liên hoan phim tới Cannes 2023 đến nay. Và phim thuộc thể loại chính kịch dài 3 tiếng 26 phút. Kể về Ernest Burkhardt, đó là do Leonardo DiCaprio thủ vai. Âm mưu chiếm vùng đất dầu mỏ do vợ là Molly Kyle, do Lily Gladstone thủ vai thừa kế. Tờ Variety mô tả, ngay cả khi xem một bộ phim dài hơn Titanic, thì khán giả vẫn mê mẩn đến mức đứng bật dậy và vỗ tay trong 9 phút. Khi phim kết thúc, những tiếng hô lớn nhất hướng về Lily Gladstone. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi và không kìm được nước mắt. Nhiều chuyên gia cho rằng sự hoan nghênh nhiệt liệt này có thể còn kéo dài lâu hơn nữa nếu nhà làm phim không được mời phát biểu trước rạp chiếu chật kín người. Scorsese liên tục nói cảm ơn khi đám đông tiếp tục cổ vũ. Và đứng xung quanh Scorsese, những diễn viên đóng thành viên tộc người thổ dân Osage thì lao nước mắt, xúc động. Theo nguồn tin cho biết, phim bắt đầu muộn 45 phút, nhưng phần lớn khán giả trong khán phòng đều không phiền lòng. Tại buổi chiếu báo chí lúc 16:30 ở nhà hát Debussy, một hàng dài người nối đuôi nhau chờ đợi. Cửa mở chỉ 10 phút trước khi buổi chiếu bắt đầu. Mọi người chen lấn nhau vào rạp khiến cho bộ phim chiếu trễ 15 phút. Killers of the Flower Moon dựa trên cuốn sách Killers of the Flower Moon và The Osage Murder and the Bird of the FBI do nhà văn David Green chấp bút. Phim lấy bối cảnh tại tiểu bang Oklahoma những năm 1920 và tập trung vào một loạt vụ giết người ở bộ tộc Osage.
Tác phẩm đánh dấu lần thứ 7 hợp tác giữa đạo diễn 80 tuổi với DiCaprio và lần thứ 11 làm việc cùng De Niro. Và sau cùng tin nói về Harry and Meghan yêu cầu công ty Hoa Kỳ giao ảnh rượt đuổi. Công ty Buckwheat USA cho biết Harry and Meghan yêu cầu họ giao nộp ảnh và video thợ săn ảnh đã ghi lại khi bám đuôi cặp vợ chồng ở New York vào hôm 16 tháng 5. Phát ngôn viên của Harry Meghan cho biết xe chở vợ chồng họ cùng mẹ của Meghan là bà Doria Rockland bị các tay săn ảnh hung hãn rượt đuổi nguy hiểm vào tối ngày 16 tháng 5. Cuộc đeo bám trên đường phố New York kéo dài gần 2 tiếng, suýt gây ra các vụ va chạm với phương tiện khác cùng người đi bộ và hai cảnh sát. Buckwheat USA, công ty ảnh có trụ sở tại California vào ngày 19 tháng 5 thông báo đã nhận được thư từ đội ngũ luật sư của công tước và nữ công tước xứ Sussex, yêu cầu công ty lập tức giao nộp mọi bản sao lưu ảnh, video hoặc phim được các thợ săn ảnh tự do ghi lại từ khi hai vợ chồng họ rời sự kiện vài giờ sau đó. Công ty cho hay luật sư của hãng đã từ chối yêu cầu. Chắc chắn các bạn đều biết ở Hoa Kỳ, tài sản thuộc về chủ sở hữu. Bên thứ ba không thể đơn giản là yêu cầu chúng tôi trao cho họ và chúng tôi phải làm theo. Điều mà biết đâu các vị vua có thể làm. Đại diện của vợ chồng Harry Meghan từ chối bình luận. Trước đó thì công ty ảnh có trụ sở tại California tuyên bố đang xem xét nghiêm túc cáo buộc mà Harry đưa ra và sẽ tiến hành điều tra vụ rượt đuổi bằng xe hơi vào tối ngày 16 tháng 5. Dù các thợ săn ảnh tại hiện trường cho rằng hai người khi đó không hề gặp nguy hiểm.